半月圆月洒双遮掩，天亮天黑天明不自觉，一时仿佛俗子飘在人世间，承受着春去秋来的变迁。16. Đi. Cha, người chết rồi không thể sống lại, người vẫn nên bớt đau thương. Triển Nhi, Vô Quyết, cha muốn các con nhớ lấy một chuyện, nhất định phải giết Tần Vấn Thiên. Cha yên tâm đi, có con và đại ca nhất định sẽ trả thù cho Tam Đệ mà. Cha cứ yên tâm. Lão cha, công tử, có từng sinh cầu kiến, lùi xuống trước đi. Vâng ạ. Đại ca, Cố tiên sinh này là ai vậy? Vì đệ, Cố tiên sinh này không phải người thường, để đừng tự ý đắc tội nha. Đại ca yên tâm. Cha, Cố tiên sinh đến vào lúc này, xảy ra chuyện gì chứ? Vô Quyết, cha đang không khỏe, con đi giúp cha tiếp đãi vị Cố tiên sinh này đi. Vâng ạ. Mà khoan đã, vụ ôn dịch lần này hắn chưa hề báo với dịch gia ta. Người này chỉ coi chúng ta là một quân cờ, mà chúng ta không thể làm quân cờ cho bất cứ ai được. Chúng ta phải làm kỳ thủ có thể thao túng cục diện, kẻ mạnh có thể đặt ra mọi quy tắc. Đã rõ chưa? Dân ạ. À, con sẽ đi ngay. Đi đi. Triển Nhi, ca ca con Diệp Vô Quyết từ nhỏ đã thông tuệ, là người kiệt xuất nhất trong số thanh niên tài tuấn. Con ở cùng nó phải học hỏi quan sát, chấn hưng Diệp gia ta. Con hiểu rồi, đa tạ cha dạy bảo.
Sư tỷ, sao gần đây mọi người ai cũng bí ẩn như thế, đến một bóng người cũng không thấy nữa? Đệ tử ai cũng giống đệ tối ngày vô công rỗi nghề à? Nghe nói gia đình Vấn Thiền gặp chuyện, có biết bây giờ ra sao nữa? Sao cơ? Đệ vẫn chưa biết sao. Toàn bộ Cửu Quang Môn chỉ còn mỗi đệ là chưa hay biết gì. Sư tỷ à, rốt cuộc lão đại gặp chuyện chi vậy? Tần gia bị hãm hại, gần như sắp diệt môn rồi. Tần gia bị diệt môn sao? Tần gia à, một trong tứ đại gia tộc hiển hách của nước Đại Nghệ mà. Hiển hách thì cũng không đòn nổi quyền thế của nhiếp chính vương đâu. Đúng thật ha. Không được, ta phải đi tìm họ. Phạm Lạc à, sức của mình đệ có thể giải quyết được sao? Dù lặng, Nghệ Chu Chi cũng không làm được gì. Chúng ta phải làm gì? Cứ chờ ở đây sao? Mọi người đều biết Vấn Thiên và Tần Giao là người của Cửu Quang Môn. Mặc dù không ai dám đến Cửu Quang Môn làm bừa, nhưng chúng ta hành động vẫn phải kín tiếng cẩn thận, không được phô trương. Chính vì bọn họ không ở Cửu Quang Môn nên ta mới đi tìm đây. Phạm Lạc, ta đi cùng đệ. Không cần đâu, tỷ đi sẽ trái lại, không tiện đâu. Hãy tin ta, đệ cẩn thận chút nha. Diệp đại nhân đau đớn mất con, cố mổ nghe xong cũng hết sức đau lòng. Nếu tiên sinh đau lòng vì gia phụ, chỉ bằng hãy giúp gia phụ trừ khử Tần Vấn Thiên đi, cũng không uổng ngài và gia phụ giao tình sâu sắc chứ. Bây giờ vẫn chưa giết Tần Vấn Thiên được đâu. Với sự thông minh tài trí của tiên sinh, trừ khử Tần Vấn Thiên vẫn dư sức. Nhưng tại sao tiên sinh lại thái thoát như vậy? Ta cũng muốn trừ khử Tần Vấn Thương trả thù cho lệnh đệ, nhưng chủ thượng có lệnh, hắn nhất định phải sống. Sống sao? Vì trong cơ thể hắn có sức mạnh tinh hồn thượng cổ, chủ thượng của chúng ta cần. Nếu như hắn chết, sức mạnh tinh hồn sẽ tiêu tan. Chỉ khi hắn sống mới có thể giành được sức mạnh tinh hồn hoàn chỉnh. Đến lúc đó giết một Tần Vấn Thiên không có sức mạnh như bóp chết một con kiến thôi. Diệp công tử hà tất phải nôn nóng như vậy? Quá ra là vậy. Vậy Vô Khuyết sẽ chờ ngày đó tới vậy? Ừ. Nhưng có một người, công tử phải giúp ta trừ khử thật sớm đó. Ai? Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành sao? Tiên sinh và cô ta có thù oán gì sâu nặng? Vì hận mà giết kẻ thù chỉ là kẻ thất phu, vì đây cuộc dẹp bỏ chướng ngại mới là anh hùng. Ta chỉ có thể nói với ngài là Mạc Khuynh Thành buộc phải chết mới có thể giúp chúng ta sớm ngày hoàn thành kế hoạch thôi. Nhớ kỹ, giết Mạc Khuynh Thành buộc phải thần công biết quỷ không hay đó. Chuyện này là ý của Thánh Quân sao? Chuyện này thì ngài không cần truy hỏi đến cùng đâu, cứ làm như ta nói là được rồi. Đây là bí thuật chế tạo ra vô hạn sinh tử cảnh, kẻ xông vào đó chỉ có đường chết. Sử dụng thế nào trên đó có ghi rõ. Lần này đừng để ta thất vọng đó. Vô Khuyết đa tạ tiên sinh. Tình cô lang này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Diệp gia sẽ không để cho ngươi dàn xếp đâu. Thù của tam đệ ta bắt buộc phải trả. Lão gia,
Được rồi, qua đi. Đa tạ quan gia. Người tiếp theo. Qua đi, ngươi. Được rồi, quay người lại đi. Qua đi. Có ổn không? Người của ta chắc đang chờ ở bên cửa rồi đó. Đại ca, nếu muốn tạo ra vô hạn sinh tử cảnh nói trong đầy, nguyên liệu cần đến không phải thường đâu. Nhưng mà cũng không phải không thể tìm được. Trong đó có một thứ có thể tìm trong bảo khố của học viện hoàng gia. Vì vậy, nguyên liệu cần thiết để chỉ cần đi tìm trưởng lão là ngài ấy sẽ đưa thôi. Dạ. Đại ca, vậy ta đi làm đấy. Khoan đã. Bây giờ mục đích của chúng ta là phải giết Tần Chấn Thiên, nhưng không được đánh rắn đồng cỏ. Theo ý ta, cứ ra tay từ người thân cận hắn. Vậy để hiểu rồi. Lần này chúng ta nhất định phải giết Tần Chấn Thiên, trả thù cho Tam Đệ. Đi đi. Sư phụ, quận chúa, ta đã hỏi được tin tức của Tần tướng quân và Tần lão gia rồi. Giờ họ đang ở đâu? Sư phụ à, Tinh Hà công hội làm hai bộ thần văn tỏa. Thần văn tỏa cụ sao? Thần văn tỏa cụ là gì? Ta nghĩ hai bộ thần văn tỏa cụ này có liên quan đến Tần tướng quân và Tần lão gia. Bọn họ thế nào rồi? Ngươi nghe nói gì rồi? Sư phụ đừng vội. Từ sau khi Tinh Hà công hội ở thành Thiên Dung bị nổ tung, Thành Bộc và Quan Duyệt đã trở về tổng bộ của Tinh Hà công hội ở Quảng Thành. Bọn họ câu kết với Diệp gia, đồng thời làm hai bộ thần văn tỏa cụ. Mà Diệp gia vì hai bộ này đã cho Tinh Hà công hội rất nhiều tinh dẫn thạch. Nếu ta đoán không nhầm, thì mục đích mà Diệp gia đặt làm hai bộ đồ này là để giam giữ Tần tướng quân và Tần lão gia đó. Sư phụ à, ta nghĩ nếu chúng ta theo dõi Tinh Hà công hội thì nhất định sẽ có tin tức của Tần tướng quân và Tần lão gia. Bây giờ ta đến Tinh Hà công hội đây. Sư phụ, đợi chút đã. Không đợi được nữa rồi, ta không thể trơ mắt nhìn nghĩa phụ và cha cha. Thần dân gia tỏa là do Tinh Hà công hội chế ra, chắc chắn là sẽ bất phàm. Bây giờ quên đi đó, có mở được không? Nếu như chúng ta muốn cứu người thì phải thành công, nếu không thì đánh rắn đồng cỏ, chúng ta không còn cơ hội nữa, biết không? Quỳnh yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đi cứu người. Nhưng bây giờ chúng ta cần một người giúp đỡ. Ai chứ? Quận chúa, đi theo ta. Quận chúa có chuyện gì bởi dọa ta đấy? Lão đại, sao quân lại ở đây? Không sao. Bây giờ các quận thành đều là cáo thị truy nã Tần gia, mọi người phải cẩn thận chứ. Sau đây sẽ giải thích sau. Quỳnh không ở cửa quan môn chạy đến đây làm gì? Ta nghe đến, nghe ngóng tin tức, Dục Quan sư tỷ nói nên là ta phải vào quận thành để tìm Quỳnh. Ta chỉ đành dùng cách này thôi, đi khắp mọi nơi tìm.
Dù gì đâu, dù gì và Tần sư tỷ trong ngoài rồi. Quên nói gì, tỷ ta rời khỏi Cửu Quan Môn rồi sao? Cũng không biết ai cử thi cho Tần sư tỷ nữa. Đây là sư tỷ ra ngoài, bây giờ cũng không ai biết ở đâu. Bây giờ các thành đều đang truy nã bọn ta. Bây giờ tỷ tỷ ta không biết ở đâu là có chuyện gì sao? Vậy vậy dù gì ở bên cạnh cô ấy sẽ không sao đâu mà. Phạm Lạc, ừ, bọn ta có chuyện nhờ Quynh giúp đó. Quận chúa cứ nói đi. Đồ gì, sư phụ, chút nữa phải bảo vệ nó cho tốt, tuyệt đối không được làm hỏng đâu. Đây là cơ hội duy nhất lấy công chuộc tội của đồ sư chúng ta đó. Sư phụ à, người cứ yên tâm đi, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng bảo vệ nó thật tốt mà. Được, đi đi. Vâng ạ. Đi thôi. Tình Vấn Thiên bị bao vây ở Thiên Thành, bị thương nặng đó. Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên vào Cửu Quan Môn vốn dĩ chỉ là sự trùng hợp. Nếu ta muốn đối phó, căn bản không phải trường tràn như thế. Nhưng mùi cứ dây dưa với hắn mãi. Mùi muốn thế nào đây? Chẳng lẽ mùi đã quên những lời từng nói ở Thành Dung Thiên, đã quên những chuyện mà Bạch Gia đã làm với mùi sao? Đây là chuyện riêng của Bạch Gia và Tần Gia ta, không cần quên phải chỉ rõ như vậy. Nếu không muốn người khác bàn tán, thì mời quận chúa tự ý mà chú ý hành vi đi. Thành Thiên Dung rất hoàn thành ở đây. Có vài chuyện mong quận chúa phải suy nghĩ một chút. Cũng coi như là bớt gây thêm phiền phức cho Bạch đại nhân đó. Chuyển lời của Diệp công tử, Bạch Thu Thuyết không có bất cứ động tĩnh nào. Xem ra cô ta đã hiểu rồi. Nếu cô ta có gì động tĩnh, ta sẽ báo ngay với Diệp công tử. Mong công tử yên tâm. Vâng ạ. Vào trong đi. Được. Vào đi. Được. Đợi chút đã. Vào đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi nào. Người tiếp theo đi. Đi đi. Vô Chi, thật ra Quynh không cần phải giúp ta như thế đâu. Ta muốn giúp muội mà. Từ biệt ở đây, không biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại thôi. Chuyện không thể chậm trễ, ở càng lâu càng không an toàn. Nhanh chóng ra ngoài mới là quan trọng nhất. Ừ.
Dừng lại. Dừng. Kiểm tra, xuống xe đi. Ta nói xuống xe, không nghe thấy à? Ngươi có biết người trong kiệu là ai không? Kể hắn là ai, hôm nay triều đình đã tróc yếu truy nã, không được đâu. Kiệu của thái tử điện hạ, ngươi cũng dám kiểm tra à? Thái tử điện hạ sao? Đây là cổng ngách ra thành, thái tử sao có thể ở đây? Hơn nữa lại là kiệu nữa. Đây là gì, ngươi tự xem đi. Nếu không biết thì mang cho cấp trên của ngươi xem đi. Thất kính rồi. Cùng nghênh thái tử. Còn đứng ra đó à? Mau cho qua. Vâng, cho qua đi. Đừng có sợ, mọi chuyện có ta rồi. Đi. Đâu? Người này nói thả ra có chút không hợp quy củ đó. Đi báo cáo trước đi đã. Đi thôi. Diệp công tử. Chúng ta vào trong rồi nói. Mời. Mời. Bọn họ đi vào trong này, ta đoán Tần tướng quân đã bị nhốt ở đây rồi. Cảm ơn quân Phạm Lạc. Nói gì thế, chúng ta là quân đệ tốt mà. Đi thôi. Đi. Xem ra Tần tướng quân không ở đây, họ sẽ bị nhốt ở đâu chứ? Phạm Lạc. Phạm Lạc đâu?
Tần Dung Thiên. Lão đại, Quỳnh cũng bị rơi xuống sao? Đây là đâu vậy? Mặt cô nương, đây là đâu vậy? Đây rốt cuộc là đâu thế? Lão đại, ở đó có một tấm gương kìa. Cẩn thận. Thái tử đâu? Bẩm tướng quân, thái tử đã ra khỏi thành rồi. Mở cổng thành. Rõ. Mau mở cổng thành ra. Chỉ ra đuổi cho ta. Đây là một căn phòng khác, là một chiếc gương sao? Chị bạn, thế này đi, chúng ta chia ra, sẽ bên nào có thể ra ngoài. Đừng đi về phía trước nữa. Chỗ này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta vẫn nên quay về con đường ban đầu đi. Ừ, đi thôi. Những bay chúng ta quay về rồi, thuyết chúng ta bởi tiếp tục tiến về phía trước nữa. Chắc là chỗ này là căn phòng. Chúng ta chia ra tìm đi. Khoan đã, chờ đi đã. Ta dùng chu thức ấn thử xem sao. Chu thức ấn là pháp khí truyền đời của Mạc gia, đã không chừng có thể tìm ra đối ra. Được rồi.
Rốt cuộc nơi này là đâu chứ? Chu Thức Ấn bay ra ngoài lâu như vậy rồi, vậy mà vẫn chưa tìm thấy điểm cuối cùng sao? Nhưng mà Diệp gia đã rốt cuộc sắp xếp nơi này vào lúc nào vậy ta? Kỳ lạ quá, Chung Tức Ứng tại sao không có cảm ứng với ta vậy? Đây là thứ gì? Hãy quỳnh mau qua đây đi. Đây là thứ gì? Đừng có chạm vào. Xong rồi, chúng ta mắc bẫy rồi. Có người muốn lợi dụng nghĩa phụ và gia gia dẫn dắt chúng ta cắn câu đó. Lão đại quận chúa, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách. Nó chắc không tìm thấy lối ra rồi. Chúng ta sẽ không bị nhốt ở đây đến chết đó chứ. Cẩn thận! Tại sao ban đầu ta lại tìm tới cái gương đó chứ? Xin lỗi lão đại, là phàm lạc ta đã liên lụy đến hai người. Xin lỗi hai người. Chắc chắn là có người cố ý dụ chúng ta chạm vào chiếc gương rồi. Không ngờ phàm lạc ta lại chết thảm như vậy. Mặt cô nương, lần trước sau lời hẹn ta đã không đến. Ta biết rồi, nếu như chúng ta có thể an toàn ra khỏi đây, ta vẫn nợ cô một lời hẹn ước đó. Ừ. Quynh Thành, nắm lấy đi. Quynh Thành quận chúa, Dẫn Tiên, Quynh buông tay đi. Nếu không hai chúng ta đều sẽ chết. Ta không buông đâu. Ta chết cũng sẽ không buông. Cố gắng lên. Tần Dẫn Tiên, bộ dạng của ngươi có vẻ nặng tình lắm. Diệp Vô Khuyết, đây là gương vô hạn sinh tử, một khi rơi xuống sẽ bị bóng đèn vô tận đuốt chửng. Đây là thứ ta dày công chuẩn bị vì ngươi. Diệp Vô Khuyết, tên khốn nhà ngươi, ngươi giở trò bẩn thỉu với ta. Tần Dẫn Thiện đã giết tam đệ của ta, lẽ nào không nên đền bản sao? Diệp Vô Khuyết, ân quán giữa ngươi và Tần Dẫn Thiện không liên quan đến ta. Ngươi mau kéo ta lên đi. Mạc Khuynh Thành, không ngờ cô lại tham sống sợ chết như vậy à? Phạm Lạc, Diệp Vô Khuyết, việc này là ân oán giữa ta và ngươi, hãy cứu Khuynh Thành quận chúa lên trước đi. Tần Dẫn Thiên, coi như ngươi biết điều đó. Quận chúa, cô đợi một lát đi, ta sẽ cứu cô ngay.
Cô ném xích quảng lăng ra, ta nắm lấy xích quảng lăng kéo cô lên. Nào. Được. Quận chúa, cô có ý gì thế? Diệp Vô Quý, ngươi cũng nếm thử mùi vị của thứ quái quỷ này đi. Bảo đó với chúng ta ra ngoài bằng cách nào đi. Đừng có mơ. Diệp Vô Quý, ta cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không nói, ta nói mà. Mọi người yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong rồi. Cảm ơn Quynh Chu Chi. Tiện đến đây thôi. Không vội, đi xa hơn chút nữa đi. Thái tử điện hạ, ngài vẫn nên về trước đi. Lần này giúp đỡ, tại hạ cảm kích vô tận. Nhưng lần này đường đến nước tuyết dân gian đang, giờ đâu người có mệnh hệ gì. Tần gia chúng ta thật sự có tội mất. Nhưng mà Tần chỉ nói đúng đó. Dù gì Quynh cũng là thái tử, không thể nguy hiểm được. Ta đã gửi tín hiệu cho cửu quan môn rồi. Họ nói sau khi nhận được Bạch Yến sẽ đến đón Quynh. Quynh về đi. Được thôi. Tàn dư của Tần gia, đừng hòng mà chạy thoát. Bổn thái tử ở đây ai dám hỗn xược chứ. Quả ra là thái tử điện hạ. Điện hạ yên tâm, đợi ta bắt được khai tinh nghịch tặc của Tần gia, nhất định sẽ bảo vệ điện hạ chu toàn. Bỏ binh khí xuống. Hai người mau đi đi. Tần Chí, đưa cô ấy đi đi. Rõ. Tỷ à, đi thôi. Vô Chi, đi thôi. Vô Chi à, đi thôi tỷ, đi. To gan, dám đả thương ta. Đâu chỉ dám đả thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi nữa kìa. Vô Chi, Quynh mau đi. Ngươi tưởng rằng ngươi chạy thoát được sao? Cuối cùng cũng ra được rồi. Đi thôi. Đại ca, Diệp công tử, Mộc Thanh, ngươi, bệ quan của ta đến tẩy trần cho chúng ta, tránh ra hết cho ta đi, trừ khi các ngươi muốn Diệp Vô Quyết chết. Quynh Thành quận chúa, lần này cô hiểu lầm ta rồi. Tuy ta không định bỏ qua cho Tần Vấn Thiên, vì ta và hắn có thù giết đệ đệ, nhưng ta chưa từng muốn làm hại cô đâu. Bạc quận chúa, đúng, đại ca lần này là gì? Diệp Triển, đừng có lên tiếng nữa. Ta mặc kệ ngươi có ý đồ gì, nhưng nếu như sau này ngươi còn dám có ý đồ xấu với Tần gia, đừng trách ta ra tay vô tình. Còn không tránh đường sao? Muốn hắn chết à? Thả họ đi đi. Đi.
Rời khỏi, hãy nói đi. Diệp công tử, đừng có đuổi nữa. Diệp công tử, cứ thả chúng đi như vậy sao? Đây là thả hổ về núi đấy. Để họ đi đi.追乱人间事。